Xin chào anh em, tem đang cần đây là chiếc điện thoại Virtusis này chế bản chính hãng nội vỏ. Nhớ anh em đã biết đến cái dòng điện thoại Virtusis này chế bản chính hãng nội vỏ này rồi, đã nghe tên tuổi của nó rồi, và đôi khi là đã có bạn bè mình dùng rồi, mình đã cầm rồi. Thế nhưng mà anh em đã thích chiếc điện thoại Virtusis chính hãng nội vỏ này rồi, nhưng mà chưa biết mua ở chỗ nào chất lượng hàng chuẩn, mà mua ở chỗ nào đặc biệt là giá hàng đã chuẩn rồi, uy tín rồi, dịch vụ tốt rồi mà giá lại còn phải rẻ nữa, thì anh em yên tâm là hãy qua bên em, vì bên em cam kết là điện thoại Virtusis này chính hãng nội vỏ bên em bán ra là main điện thoại Virtusis chính hãng 100%. Nếu mà không phải là main điện thoại Virtusis chính hãng thì em đền luôn cho các anh 500 triệu. Đây là một cái uy tín cực kỳ lớn mà không ở nơi nào có thể dám cam kết như bên em. Bên cạnh đó là bên em cũng cam kết luôn là giá của bên em đưa ra là giá rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ. Nếu mà anh em tìm được chỗ nào giá rẻ hơn thì bên em sẽ sẵn sàng hoàn lại tiền cho anh em, một số tiền chênh lệch cho anh em. Anh em có thể yên tâm về chất lượng. Ngoài ra là bên em có rất nhiều điểm lợi thế khác so với các cửa hàng khác, bởi vì bên em là bán hàng tại nhà luôn. Mọi chi phí nhân viên cửa hàng là do em đảm nhận tất, em tự lắp lên chiếc điện thoại này thì em sẽ giảm được tiền chi phí nhân viên và tiền cửa hàng. Em bán trực tiếp với qua anh em qua kênh YouTube này, vì thế nên là chi phí của em là bằng 0 đồng, em có thể giảm tối đa chi phí dành cho anh em. Anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0965096886.